Good morning. Xin chào quý vị. Đây là khoa học gia Hannah Ái Thanh Trần. Thì hôm nay mình muốn được chia sẻ với quý vị một cái sản phẩm khác của công ty Q Sciences. Thì đây là cái sản phẩm mình cảm giác là tất cả chúng ta đều cần dùng. Tại vì nó là daily detox, tức là thải độc cơ thể mỗi ngày với dạng tế bào, tức là thải độc với cấp độ tế bào các bạn nhé. Và tất cả chúng ta ai cũng cần phải thải độc, tại vì mình bị độc tố từ thức ăn mình đưa vào và môi trường dơ bẩn, ánh sáng mặt trời, vân vân và vân vân, và đặc biệt là từ thức ăn mình đưa vào rất là nhiều đồ ăn bảo quản nhá. Rồi thế thì mình cần phải thải độc mỗi ngày các bạn. Thì cái thành phần của cái sản phẩm này nó là cái gì mà nó có thể giúp mình, hay là mình nói trước là cái lợi ích đi nhá. Lợi ích của cái sản phẩm này đó là nó làm sạch hệ thống và nó lọc cơ thể cho mình nhá, và nó cải thiện tiêu hóa và cái cải thiện sự hấp thu của dinh dưỡng cho tế bào mình, tăng cường năng lượng và trao đổi chất cho mình, rất là quan trọng các bạn. Rồi cải thiện cái quá trình đào thải, đồng thời nó cũng làm giảm đầy hơi và trong cái hệ thống tiêu hóa của mình, nó làm chậm cái quá trình hình thành tế bào mỡ, và do đó nó ảnh hưởng trong cái sự giảm mỡ hàng ngày cho mình các bạn nhé. Và nó loại bỏ những chất lỏng dư thừa trong người mình, thức thành ra mình như là mình bị phù hay là bị gì đó, thì nó hỗ trợ trong cái vấn đề loại bỏ chất lỏng dư thừa là như vậy. Thì nó là có những thành phần gì mà nó có thể có cái chức năng tuyệt vời như vậy ạ? Thì nó là cái hỗn hợp độc quyền của lá hồng, lá Mavia, lá Siena, rồi hoa đậu bướm, lá mật ong, rồi cây kế sữa. Và cái cây kế sữa này nó được nổi tiếng là nó làm tan mỡ ở trong gan của mình đó các bạn. Đó. Tiếng Anh nó gọi là nutritional. Rồi nó là hoa cúc nữa nè, rồi nó là cái rubeus mà thuộc loại hữu cơ, rồi vỏ cây du trơn, lá bồ công anh, lá chanh, tầm xuân, vỏ cam và rễ gừng. Đó là những thành phần của trong cái ly detox thải độc này các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ chưa chia sẻ với các bạn cách uống, cách dùng nhé. Thì đây là trong này nó có 30 gói, và nó mình kéo ra, mình để sẵn một cái mình kéo ra thì nó như thế này, nó như là cái gói trà vậy thôi. Đó, bởi vậy nó gọi là trà thải độc nhé. Và đây là mình cho có cách hai uống, là nước uống lạnh và uống nóng thì được cả. Thì hôm nay mình sẽ uống lạnh. Thì đây là mình cho khoảng chừng, nó gọi là 8 ounce nước, thì cái này mình không biết là bao nhiêu, nhưng mà thường thường mình uống bằng này, với một gói này mình thấy nó vừa đó thì mình cũng uống thôi. Và để uống lạnh, các bạn cho cái gói này vô trong cái này, và mình cứ để nó ngâm để uống lạnh nhá. Thì mình phải ngâm trong cái tủ lạnh một đêm tới sáng để cho cái chất này nó ra, rồi ngày hôm sau mình mới uống các bạn nhé. Một ngày một gói như vậy ha. Còn nếu mà các bạn nào muốn uống nóng thì mình có thể uống nhanh hơn là mình đun nước nóng cho sôi, rồi mình để cái anh này 8 ounce nhé, tức là bằng hai tách cà phê. Đúng rồi. Rồi mình đun cho sôi cái nước ấm đó, mình để vô tách, rồi mình cho cái gói trà này, trà tẩy độc này vô trong cái tách đó, và mình ngâm 5 phút là mình có thể nhấp, có thể uống, xếp xếp là uống. Thì đây là cách uống rất là đơn giản, nhưng mà rất là cần thiết, chúng ta ai cũng nên, cơ thể mình phải sạch sẽ thì cái tất cả những cái lợi ích mà mình mới nói hồi nãy nó mới có thể xảy ra. Vâng, xin thân chào. Xin hẹn gặp quý vị một lần sau trong một bài nói chuyện khác.